nấm bào ngư đợt hai, bây giờ xào với lại bắp cải. Cái sáu tay nấm mà hai hết hết một hai tay đẹt rồi, hai tay đén, hai tay em nó được lớn. Nay xào bắp cải thì sao, thì xào đậu que. Cái này bữa không có hai tay à, hôm nay được sáu tay nấm mà có hết hai đây hai tay nấm đén rồi, nó ra không nổi. Mấy mấy cái tay kia nó ra, mấy tay kia nó ra ra ra, ra lớn rồi, già rồi, nó ra